Thôi con xin chào cô chú, con chào cả nhà. Ngày mới con xin kính chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. Buổi chiều ngủ dậy cô chú ơi, mẹ con vừa dắt các bé đi vệ sinh xong, giờ vô cho chơi với mấy anh chị. Chơi rất là vui cô chú. Thôi nghỉ chứ. Trời ơi. Anh nút tiêu anh phái hai em lắm cô chú, rất là phái hai em luôn. Con chết quên, chắc do nãy ly á, sợ ly á. Thì coi kìa kìa mẹ, hai chị em phái mê nút tiêu, cũng phái dở nút tiêu không ạ. Trời ơi, cô chú thấy ghé không? Chơi rất là nhường em, rất là biết nhường em, giống như ba Lucky vậy đó, dễ thương lắm cô chú. Không chơi mạnh bạo đi tới muội chưa quen, muội tỷ chưa quen mà chúng còn gần em quá trời luôn. Gần thôi chứ không, nhưng mà cái ly giờ mình phải cẩn thận đó, mà cái ly nó cắn á. Anh kêu rồi cái chị làm sao kìa, cái chị da xanh này dễ tiếp lắm, dễ thương lắm. Mày em không? Vừa đánh trống vừa lại làng. Mình trong hút cái chơi mà lúc nào cũng nghe cái bạn của Lucky đó các cô chú ơi. Ô úp tiêu vừa cầm vừa chơi. Còn Lucky nó cứ gừ miếng tối ngày vậy á. Cô chú ơi, sáng chiều tối vậy đó. Ngày nào cũng như ngày đó hết trơn. Mỗi lần chơi cái ách xì ngộ vậy. Mỗi lần chơi là ách xì mà phải không, hay ơn vậy. Thôi kìa, con bạn mất tiêu mà. Cho ba siêu nhân cho mấy em bánh cô chú, cho mất tiêu một cục, vì muội đen một cục ẩm vô trong rồi. Cái ra cô Long Hải nè cô chú, rất kỳ nữa nè. Đó cô chú ơi, ít thôi bà ơi, mấy em tiêu chảy á, nãy cũng ăn rồi. Thôi gì muội rồi, không có cho gì muội nữa nha. Long Hải ăn đi con, Long Hải ăn đi con, ăn đi. Sao vậy? Đây, biểu đây. Trời ơi, cô chú coi con nè, con quay con để cái camera thấp xuống. Cô chú thấy được cái chiều cao của hút tiêu, thấy rõ mùa một luôn cô chú ơi. Lùm tẹt luôn. Thôi dẻo lần nữa không? Chắc cũng để nay vô chổng. Nằm. Chắc có phần hút tiêu quá. Chắc nhiều khi Long Hải ra ngoài chơi á, rồi hút tiêu nó phá nó hại trong đó đó. Đó, con để camera hấp cô chú thấy cái độ lùn của hút tiêu cho cô chú. Lùn dữ lắm. Đó, cô thấy chưa? Rất là lùn. Lùn mà mập nữa. Cho bà Ly ra chơi xíu. Không có lai nha. Thôi cứ ra là cứ cành ảnh em không à. Bởi vậy không có ít được ra là đúng rồi đó. Thôi thôi nhà. Thằng kia nó chơi kéo gòn luôn đó. Vô. Kéo. Đúng rồi, kéo. 1, 2, 3. Vô. Kéo đi. Ưu thế có vẻ như lớp đang hơn cô chú ơi. Lucky đã út tiêu chứ chú, út tiêu đã cố gắng hết sức, đang gồng hết sức cô chú. Chịu hết nổi nằm xuống luôn. Kéo vô. Đúng rồi. Dùng cái lớp để dùng chiêu hức quẩy cái đầu vô mà vẫn không giật lại. Út tiêu rồi cô chú. Ông này ông mệt quá rồi, ông dùng hết sức cỡ cô chú, không nằm luôn rồi. Chơi nằm ai chơi lại con.
đúng rồi. Hai anh em cái này là cái này nó gọi là đúng là kéo co không có hồi kết luôn. Hai là vừa lại mừng lúc đi thằng lúc kia cái cũng không quên chú phải chụp lại liền. Gì vậy? Dạ vừa chết rồi thua rồi trời, tự nhiên Na ra ngoài luôn, thua xong rồi Na ra ngoài chơi luôn rồi, cái gì vậy trời ơi dành nó của chú dành á, Na ra ngoài cho khỏi giật đó. Giờ trong ngoài ngoài kéo nè, kéo cái này biết nào thắng, giờ cứ kéo gì nào mà cũng tiểu rớt xuống giặt rồi thôi. Trong ở ngoài kéo tự nhiên ở trong nhà không kéo ra ngoài kéo luôn chú. Bó tay còn kéo gì lại anh lết nhường con thôi. Mục tiêu này nó phải lớn thêm vài tháng chú, còn qua mai kéo lại lết chứ. Lâm Hải đang nằm cái chú chơi đã đó, lại cái nịnh dướng thì chơi đã rồi đó. À, mấy nay vừa nãy khu quà cùng với mấy anh em từ ăn bánh quá trời luôn, mẹ Dung cho ăn đã luôn, ăn nhiều hơn luôn. Long Hải ơi trời ơi nó xạo ghê không, nó giật được đúng không, nó chạy vô kìa, lết vô đi con, vô chành không hay nó kìa, nó chạy marathon luôn kìa, Ôi trời, trời mà cái miệng của nó la dữ vậy. Cái này ta gọi lóng cá nè. Chạy thiết. Chạy lớn. Chạy một thắng chuột chân luôn rồi. Mập quá mà. Ok. Chết rồi, dễ quê, mày gì lý ra, dễ quê. Long Hải ham vui, Long Hải chạy ra. Con chạy là cái gì? Long Hải chạy quá, chóng nó cười lắm người chú. Trời đàn. Tâm hồn ăn uống mà. Thằng Út Tiêu đúng kiểu tâm hồn ăn uống luôn, vui vô đây chơi cái lại ăn. Nói chung là nó cứ thấy đồ ăn là nó chơi một hồi cái nó sàn qua sàn lại, hồi cái tô đồ ăn nó cũng hết rồi cô chú. No thì nó cũng sàn qua sàn lại cho bớt no, xong nó cũng lại nó đánh tiếp, mà nó đánh chừng nào cái tô nó hết rồi thôi à. Tâm hồn ăn uống lắm cô chú ơi. Để đồ ăn là cứ dì muội mấy dì ăn còn là Út Tiêu nó đánh hết. Theo Lì mai tắm cho nằm sao để dính dơ nè. Đây thì lớn tuổi rồi, già khó tính, lúc nào cũng gừ mấy em cành ảnh mấy em hết trơn á. Nhưng mà có cái là gì mùi hay ghẹo chú, gừ nhẹ thôi chứ cũng bài đặt cũng làm eo lắm, cũng vậy chứ cũng khá gì mùi ghẹo lắm á chú ơi. Chơi với mấy muội mới đi vậy chứ chịu chơi với muội. Long Hải trốn xuống gầm bàn. Ủa Long Hải trốn xuống gầm bàn ăn cái cục khô bò rồi mà chưa ăn xong kìa, lại trốn xuống gầm bàn ăn cục khô bò kìa. Trời ơi cô chú có ăn, nó ăn xong rồi nó còn na cái tô đi chỗ khác nữa hả. Con còn ngậm cái tô đi xin cơm mà nó đúng hết bài luôn á, Út Tiêu. Mỗi ngày tới giờ ăn có con cứ cầm cái tô xanh nó con xúc con xin cơm mà hết bài luôn á Út Tiêu ơi. Cô chú ơi giỡn đã rồi, cái miệng to giỡn đã mệt rồi, giờ chú giỡn nằm chuyên gia luôn cô chú ơi. Không nằm giỡn thì nằm trong góc kẹt vậy á, nhiều lúc cái đưa giỡn cái sợ ép ổng không à. Đó chú thấy không, nằm nhìn như một sao lông. Đây này của chú. Dì mũi dài ngủ. Đây ăn đã xong cầm tô đi dắt giọng hết cũng ngủ luôn. Đó nằm đó. Cô chú thấy không? Nằm ở cục nọng đó kìa. Đây cho cô chú coi cục nọng đó nè. Đó, cô chú thấy không? Có ai mà dày không? Mới có 6 tháng mà nọng ba lớn rồi nè. Đó, trộn nó dư đó. Cô chú thấy chưa? Đó, thấy chưa? Bóp ở đâu là cũng là nọng đó. Trời ơi.
dày luôn á cô chú, dày luôn nè. Đó chú thấy chưa, nọng là con không còn quay nữa đó, con thấp xuống cô chú cũng thấy rồi, nó già nè, nó sệ giống như con già luôn rồi, bể phọt rồi, hết đẹp trai rồi, Út Tiêu rồi hết đẹp trai cô chú, bể phọt rồi, gan rồi, nằm kế dì Ly luôn. Long Hải nè chú, à, Long Hải cũng nằm lết lết, tự nhiên đây bị gì á con, tự nhiên đang chơi cái cãi ra ngoài nằm luôn à, bên ai cũng nằm đây, tỷ đây nằm đây, mỗi lần nó ngủ là giống như nó ngủ đều hết, cái giống như là cái dây ngủ nó bị lay á cô chú, đứa này ngủ là đứa kia nó nằm hết trơn à, nó quậy là nó quậy hết à, giống như nó có dây có cơn á cô chú ơi, nó ngủ cho đã xong rồi lát nó quậy, nó dậy nó quậy tiếp. À, mấy bé cũng ngủ rồi, con cũng xin khép video clip tại đây. À, con cũng xin khép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã yêu thương các bé và ủng hộ cho con. À, cô chú yêu mến con các bé cho con xin nút like, nút đăng ký để ủng hộ cho con và các bé nha cô chú ơi. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Bye bye cô chú nha.